Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Sân bay Nội Bài và Đà Nẵng thăng hạng trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới. Huế là điểm đến có giá cả hợp lý nhất châu Á. Hải Tiến đón chào mùa du lịch biển. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua MV Going Home, một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam đã được ra mắt công chúng. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Dù đã ra mắt bản nhạc kinh điển này từ năm 1990, nhưng đây là lần đầu tiên Kenny G thực hiện MV cho Going Home. Điều thú vị là MV không quay ở quê nhà của nghệ sĩ, mà được thực hiện ở những địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng của Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cầu Long Biên. MV Going Home của nghệ sĩ saxophone Kenny G là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt, một MV phi lợi nhuận để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Khi xem MV, huyền thoại saxophone thế giới vô cùng hài lòng và không yêu cầu phía Việt Nam phải chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào. Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã trao tặng MV Going Home cho lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tập đoàn du lịch khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế. Tổ chức quốc tế chuyên về đánh giá và xếp hạng hàng không Skytrax vừa công bố danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới theo bình chọn của du khách toàn cầu. Việt Nam có hai đơn vị là sân bay Nội Bài xếp vị trí 96, tăng 31 bậc so với năm 2023 và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vị trí 94. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức lần thứ 6 có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới. Trước đó, Nội Bài đã 5 lần lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020. Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng 5 sao theo tiêu chuẩn Skytrax sau những nỗ lực không ngừng trong cải tiến cơ sở vật chất và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Những tiện ích được Skytrax đánh giá cao phải kể đến phòng chờ hạng thương gia, xe nôi cho em bé, khu vui chơi trẻ em, phòng mẹ và bé, xe đẩy mua sắm, phòng cầu nguyện, quầy tự làm thủ tục, quầy tự gửi hành lý, cửa xuất nhập cảnh tự động và cửa khởi hành tự động. Giải thưởng sân bay thế giới là giải thưởng thường niên uy tín dành cho ngành hàng không, ra đời từ năm 1999. Giải thưởng này độc lập và được đánh giá khách quan, cung cấp nghiên cứu về mức độ hài lòng của hành khách đối với 570 sân bay toàn cầu. Hành khách sẽ đánh giá hiệu suất của dịch vụ sân bay từ khâu nhập cảnh, trung chuyển, mua sắm cho đến mức độ an ninh tiện ích tại sân bay. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố 8 điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất trong tháng 4 và tháng 5. Theo đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất. Agoda nhận định Huế nằm ở miền Trung Việt Nam, là một thành phố cổ có bề dày lịch sử và văn hóa, từng là cố đô của triều Nguyễn. Thành phố trung tâm nổi tiếng với các di tích lịch sử, bao gồm Đại Nội Huế, di sản thế giới được UNESCO công nhận với các cung điện và đền thờ hùng vĩ. Sông Hương chảy qua thành phố, làm tăng thêm nét quyến rũ đẹp như tranh vẽ của Huế, và du khách có thể đi thuyền để ngắm nhìn kiến trúc xung quanh. Danh sách các điểm đến có giá phòng trung bình vừa túi tiền nhất tại châu Á theo Agoda lần lượt là Udon Thani, Thái Lan, Surabaya, Indonesia, Huế, Việt Nam, Kuching, Malaysia, Iloilo, Philippines, Belarugu, Ấn Độ, Narita, Nhật Bản, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Giá phòng ở trung bình của tháng 4 và tháng 5 được thống kê dựa trên dữ liệu đặt phòng trên Agoda từ ngày 1 đến 18 tháng 3. Các điểm đến khác có mức giá lưu trú trung bình rẻ nhất trên khắp châu Á bao gồm Iloilo, Philippines, Belaguru, Ấn Độ, Narita, Nhật Bản, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Triển lãm trực tuyến về quần thể danh thắng Tràng An đã chính thức ra mắt trên Google Art and Culture. Triển lãm đưa đến cho du khách những góc nhìn đẹp về một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch Việt Nam. Triển lãm bao gồm các bức ảnh sống động có độ phân giải cao được đăng tải trên nền tảng số Google Art and Culture, nơi được mệnh danh là bảo tàng số, lưu giữ và quảng bá những giá trị tinh hoa về văn hóa nghệ thuật của nhân loại. Năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất của khu vực Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với 3 khu vực: khu vực di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An Tam Cốc Bích Động và khu rừng đặc dụng Hoa Lư. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, hệ thống các di tích lịch sử văn hóa tại cố đô Hoa Lư gắn liền với các triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý như đền vua Đinh Tiên Hoàng, hành cung Vũ Lâm, chùa Bái Đính, chùa Bích Động,
là những điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến với Tràng An, mang đến cho du khách những cảm nhận đặc biệt về vùng đất từng là kinh đô cổ của nước Việt. Google Art and Culture được ra mắt từ năm 2011 là nền tảng trực tuyến mang đến cho công chúng những hình ảnh và video có độ phân giải cao về các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật văn hóa từ các tổ chức văn hóa trên khắp thế giới. Điểm nổi bật của Google Art and Culture là ứng dụng những công nghệ mới nhất như thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, giúp người xem có thể tiếp cận được văn hóa nghệ thuật theo một cách thức độc đáo và thú vị. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 4, lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024 với chủ đề Hải Tiến biển hát khúc tình ca sẽ chính thức được khai mạc. Đây là sự kiện thường niên mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm tại biển Hải Tiến nói riêng và huyện Hoàng Hóa nói chung. Mùa hè này, về với Hải Tiến, du khách sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng lịch sự, văn minh và hấp dẫn. Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến nằm trên bờ biển thuộc địa phận 4 xã Hoàng Hải, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Hoàng Trường của huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cách thủ đô Hà Nội 155 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 17 km, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến như một nét chấm phá trong bức tranh sơn thủy hữu tình trên bờ biển dài 12 km của huyện Hoàng Hóa, mang đến sự khác biệt và mới lạ so với các điểm du lịch biển khác của xứ Thanh. Huyện tổ chức khai trương các cái tuyến phố đi bộ mặt biển để phục vụ du khách và hướng tới là cái du lịch là nó mang tính chất là kéo dài thời gian để đón khách du lịch. Bên cạnh đấy thì các cái doanh nghiệp du lịch, tức là hơn 100 cái cơ sở lưu trú là tăng cường chỉnh trang lại cái khuôn viên cũng như là các cái khách sạn, rồi là các cái phòng nghỉ, rồi niêm yết giá cả để đảm bảo làm sao mà phục vụ khách du lịch tốt nhất. Là một trong những khu nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ nhưng thân thiện của vùng biển này. Được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare, trong tổng khu du lịch hơn 40 hectare, Eureka Linh Trường bao gồm 72 biệt thự song lập sang trọng và hơn 90 căn hộ hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Tất cả công trình kiến trúc ở đây đều hướng ra biển. Gió biển đông cùng với thảm rừng xanh chạy dọc bãi biển giúp du khách có những ngày hè nghỉ ngơi thú vị và sảng khoái nhất. Mùa du lịch biển năm nay, Eureka Linh Trường cùng với các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn huyện Hoàng Hóa hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách những địa chỉ tin cậy cho các cuộc hội họp, sum vầy, chia sẻ niềm vui cùng người thân và bạn bè. Năm nay thì để chào đón khách dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 có kỳ nghỉ lễ là 5 ngày thì khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường cũng đưa ra các cái chính sách rất là tốt cho khách hàng như là giảm giá khi đặt phòng và đặt ăn. Ngoài ra thì công ty năm nay cũng đầu tư một số hạng mục về thay thế, sửa chữa các cái thiết bị nội thất trong phòng cùng với các cái khu tiện ích ngoài trời. Với những lợi thế riêng, khi đến với khu du lịch biển Hải Tiến, du khách muôn phương còn được thưởng thức thú vui từ những món quà của biển với những thực đơn đa dạng, nhiều món mới hấp dẫn, niêm yết giá cả công khai, minh bạch để khách hàng yên tâm khi đến thưởng thức. Mùa hè này đến với khu du lịch biển Hải Tiến, du khách còn có cơ hội khám phá một miền di sản, miền văn hóa lịch sử trên mảnh đất khoa bảng Hoàng Hóa với 16 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và 77 di tích cấp tỉnh. Qua các tour du lịch kết nối trải nghiệm đa dạng các sản phẩm du lịch, tắm biển, tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa. Chùa Bụt xã Hoàng Trường nằm trong chuỗi du lịch biển của huyện Hoàng Hóa. Thì chính vì vậy, mỗi năm vào dịp hè đến sẽ có rất nhiều du khách về chùa tham quan vãng cảnh. Chính vì vậy thì chúng tôi đã có sự phối kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Trường cùng với chính quyền địa phương để du khách thập phương về chùa sẽ cảm thấy là thoải mái nhất và có những cái trải nghiệm tốt đẹp nhất. Một mùa hè mới đã về, biển Hải Tiến đang náo nức mời gọi bước chân du khách. Sự nỗ lực của chính quyền địa phương, của các chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đã và đang giúp khu du lịch Hải Tiến thêm khang trang, sạch đẹp hơn. Tất cả đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển 2024 đầy hứa hẹn. Đến đây, bản tin du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Khánh Linh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.